Xin chào anh em, kỹ thuật sút bóng chích mũi giày là một kỹ thuật rất khó trong bóng đá 5 người. Nhưng nếu anh em thực hiện tốt, khả năng ghi bàn sẽ rất là cao, do khi sút bóng bằng mũi giày, bóng sẽ đi với lực rất căng và có quỹ đạo bay rất khó chịu. Và chúng ta sẽ đến với kỹ thuật cơ bản nhất. Đặt chân trụ. Vị trí đặt chân trụ ở phía sau quả bóng một đoạn tầm 10-20cm. Điểm tiếp xúc. Anh em sẽ phải sử dụng phần mũi giày chạm vào tâm quả bóng, hướng lên trên gần đỉnh quả bóng, đó là điểm tiếp xúc hiệu quả. Nếu có thể thì anh em nên chọn những đôi giày cushion có hỗ trợ chích mũi tốt như Deposter, Atlanta Acid. Các dòng giày đó có tiết diện mũi rất rộng để công tác chích mũi sẽ chuẩn hơn. Chú ý là cú sút không phải là ở đỉnh đầu ngón chân nhé, mà nó là ở mặt dưới của ngón chân cái, rất dễ nhìn thấy nếu chúng ta không mang giày. Vùng chân. Cú chích mũi giày sử dụng lực ở bắp chuối và đầu gối là chính. Động tác rất gọn và nhanh, hữu ích khi xoay sở trong không gian hẹp cần những cú ra chân nhanh. Sau khi chích mũi giày vào bóng thì đồng thời quét phần mũi chân lên trên và duỗi thẳng chân ra để tạo cho bóng xoáy cuộn về phía trước. Gồng cứng ngón chân cái và cổ chân sẽ giúp cho cú chích mũi trở nên chắc chắn. Lúc mới bắt đầu tập chích mũi, hãy tập bằng những pha bóng chết. Khi tập chưa quen mà chích bóng sống có thể dẫn đến chấn thương ngón chân. Anh em hãy lưu ý kỹ điều này. Việc lấy đà không ảnh hưởng nhiều trong cú chích mũi. Để có một cú chích mũi chuẩn thì đừng bắt đà quá xa, chỉ cần đặt chân trụ và dứt điểm. Dù là kỹ thuật cho sân bóng đá 5 người, tuy nhiên vẫn sử dụng được cho sân 11 bình thường nhé. Anh em có thể thấy ở đây Ronaldinho đã từng làm kỹ thuật này và ghi bàn vào lưới Chelsea. Có một số cú chích mũi bóng không xoáy mà chỉ bay ghim thẳng vào lưới thì đó vẫn là một cú chích mũi hoàn hảo. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn anh em kỹ thuật sút bóng chích mũi two box. Chúc anh em tập luyện thật tốt, ra sân sẽ có nhiều siêu phẩm chích mũi để đời như các danh thủ nổi tiếng nhé. Mình là Thierry Tai Soccer, xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo. Musical my brain up on the map.